2015 á, là anh cả thì bên Mỹ về, thì nhà tổ chức chuyến đi chơi, thì mẹ em mới ngỏ lời rủ anh này đi chơi, là mẹ cũng mến, thì mẹ hướng tình cảm cho em quen. Trong quá trình đi ra ngoài thì cái bữa mà gần về, ảnh có ngỏ lời với em đang đi chơi với nhau ngoài chợ đêm, là ảnh kêu em gái kêu em dòm ảnh, cái ảnh nói làm bạn gái anh nha. Em gái ơi, làm bạn gái anh nha. Em hết hồn. Dạ em hết hồn. Bắt đầu là mẹ vợ của bé mới lại cũng ghé chơi mấy lần á, mẹ vợ thương nên là cũng muốn hướng tình cảm cho em, nên là hai dì cháu cứ ngồi cũng nói chuyện tâm sự. Tại lúc đó thì em cũng mặc cảm tự ti lắm, không có nghĩ là một người trẻ như vậy là mình có thể là cứ làm vợ được. Nên là thấy một dịp may là như vợ em nói là đi mỗi chuyến đi du lịch đó, thì bày tỏ tình cảm. Em tên Hoàng, em Thắng, năm nay là em 34 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Còn em? Dạ, chào chị Hồng Dơ, anh Quốc Thượng, chào quý vị khán giả. Em tên Phạm Bình Như, năm nay em 22 tuổi. Hiện tại thì em đang ở nhà nội trợ và hỗ trợ cho công việc kinh doanh của chồng em. 22 tuổi, em 34. Dạ. Lớn nhỏ nhau có con giáp mà. Đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Tụi em cưới nhau lâu chưa? Dạ gần được 1.5 năm rồi. Thắng và vợ của mình là gặp nhau trong trường hợp nào? Em và ảnh gặp lần đầu tiên là cách đây 6 năm à. Lúc đó là ảnh tham gia đội văn nghệ của trung tâm huyện, cho ảnh thì em mới vô. Vậy thì lúc mới vô đội mà không có để ý gì, tại ảnh trên là tuổi mới nhìn đứng tuổi lúc đầu vô em tính kêu bằng chú nữa. Nhưng mà tại thấy mấy bạn bằng tuổi kêu anh em mới kêu bằng anh, với lại lúc đó ảnh có gia đình rồi nên em cũng không có để ý gì tới. Dạ ảnh có gia đình với lại con ảnh nay cũng 11 tuổi rồi. Thì lúc đó em vô em cũng không có để ý gì tới, thì chỉ như anh em bình thường ít nói chuyện lắm. Mà cái thời gian sau này, cái lúc ảnh chia tay vợ ảnh rồi thì một năm mấy sau, cái hai anh em cái kết nghĩa anh em thân nhau vậy, cái cứ nhắn tin qua lại, thì ảnh buồn vui rồi ảnh cũng tâm sự với em vậy. Cái em thấy cũng mến mến, nhưng mà chỉ là xem anh em bình thường thôi. Rồi cái đợt mà năm tháng 8 năm 2015 á, là anh cả em bên Mỹ về, thì nhà tổ chức chuyến đi chơi, thì mẹ em mới ngỏ lời rủ anh này đi chơi, là mẹ cũng mến, thì mẹ hướng tình cảm cho em quen. Trong quá trình đi ra ngoài thì cái bữa mà gần về, ảnh có ngỏ lời với em đang đi chơi với nhau ngoài chợ đêm, là lại ảnh kêu em gái kêu em dòm ảnh, cái ảnh nói làm bạn gái anh nha. Em gái ơi, làm bạn gái anh nha. Dạ. Em hết hồn. Dạ em hết hồn luôn. Tại vì thật ra lúc đó là lúc đó là trong em là chưa nghĩ gì. Dạ chưa nghĩ gì, với em cũng không thích lắm, vì tại lý do là ảnh có gia đình rồi, còn em thì mới lớn nên em không có nghĩ gì hết. Rồi sau chuyến đi đó về nhà, mấy ngày sau cái nhà em tổ chức tiệc chuẩn bị tiễn anh em về nước á, thì mẹ em rủ ra chơi. Cái do nghe ảnh hát cái bài Vì Đó Là Em cảm động mới quen. Ủa nhưng mà em mến cô này từ lúc nào? Nói chung thì lúc trước thì em có gia đình rồi, cũng không có để ý gì mấy. Nhưng mà em được cái may mắn á, là sau khi mà chia tay với vợ cũ á, thì lúc đó em buồn lắm. Thì em thuê một cái nhà sống một mình vậy đó. Cái đầu là mẹ vợ của bé mới lại cũng ghé chơi mấy lần á, mẹ vợ thương nên là cũng muốn hướng tình cảm cho em, nên là hai dì cháu cứ ngồi cũng nói chuyện tâm sự. Tại lúc đó thì em cũng mặc cảm tự ti lắm, không có nghĩ là một người trẻ như vậy là mình có thể là cứ làm vợ được. Nên là thấy một dịp may là như vợ em nói là đi mỗi chuyến đi du lịch đó, thì bày tỏ tình cảm. Vậy dạ. Em có muốn nói gì với mẹ không? Có muốn cảm ơn mẹ không? Để bộc lộ cái lòng biết ơn của mình với mẹ đi. Dạ, cũng nhìn chương trình hôm nay trước mặt mọi người thì con cũng bày tỏ tấm lòng của con. Thì cũng rất cảm ơn mẹ. Thứ nhất là thương con cũng giống như con ruột trong gia đình vậy. Thứ hai đó thì vun vén để mà con cưới được một người vợ thật là tuyệt vời, và giúp đỡ con trong việc nuôi con gái của con, và luôn theo dõi, động viên và khích lệ để vợ chồng con luôn vui vẻ và hạnh phúc tới bây giờ. Đó thì bây giờ hỏi thiệt bạn là bạn có yên tâm và bạn hạnh phúc với cái gia đình mới của bạn không? Dạ em rất yên tâm. Còn em thì sao, em hạnh phúc không? Dạ có. Sở dĩ Vân hỏi câu hỏi này là vì Vân muốn chia sẻ một chút xíu với lại các bà mẹ đang xem truyền hình. Thực ra thì thường là mẹ thương con, không muốn con gái mình phải bị là cái gọi là cái người thứ nhì. Nhưng mà rõ ràng trong trường hợp này thì hoàn toàn không phải như vậy. Mẹ thấy cái bạn này là người tốt, hoàn cảnh của người ta không quyết định bất cứ một cái nhân cách nào của người ta hết. Chỉ biết bạn này cho dù bạn có gia đình rồi nhưng bạn là người tốt. Thì là mẹ thấy được cái điều đó, mẹ muốn định hướng cho con gái mẹ. Thì rõ ràng bây giờ là bạn có một gia đình rất là yên ấm hạnh phúc. Thấy cái cách mà người chồng lo cho vợ từ lúc mà bước lên như vậy là biết ở nhà được chồng cưng lắm đúng không? Ủa như vậy thì là con của em hiện giờ là ở đây? Con riêng của em đang ở với mẹ của bé. Vậy thì em và con của chồng em đã bao giờ gặp nhau chưa? Cũng có thấy nhưng không bao giờ tiếp xúc nói chuyện. Cũng ít lắm. Nói chung là không có nói chuyện, nhưng mà em thì về vấn đề đó thì bình thường thôi.
mấy dịp lễ rồi em cũng hay khuyên ảnh là về thăm, mà dẫn nó đi ăn đi uống đồ để không nó thiếu tình cảm. Tội tại vì trường hợp em thì trước đây cũng vì vậy, hoàn cảnh em thì em cũng không có sống chung với ba từ hồi nhỏ, có mình mẹ nuôi ba em thôi nên em cũng hiểu. Vậy hả? Em có muốn nhân cơ hội này em nói điều gì với vợ em về cái chuyện tình cảm với em với con em không? Em cũng mong muốn là ước sao là cô cháu là có thể gần gũi nhau hơn, đi chung với nhau hoặc là ăn chung với nhau một cái nào đó thật là vui vẻ, thì đó là một điều tuyệt vời. Chỉ mong vợ em hiểu thôi. Thì ở đây mình cứ cho đi rồi mình sẽ được nhận lại hết. Và nếu thực sự em yêu chồng em thì em phải giải tỏa cho chồng em việc này. Mình hãy coi con của chồng mình giống như là con của mình vậy đó, thì mình sẽ nhận lại được ở chồng mình 100 lần hơn như vậy. Cái đó là chị nói nghiêm túc ha. Thì chị nghĩ rằng là cái ước muốn của chồng em nên thực hiện, em chủ động thực hiện. Anh ơi, em thấy tuần này vậy nè, anh đón con về đi, ví dụ vậy, cho đi chơi cho hai anh em nó chơi, không mất một cái gì. Em chỉ có được thôi, em không bao giờ mất cái gì hết. Nói chứ 22 tuổi mà ông bà mình nói là gì, cơm chưa no lo chưa tới, mình là hơn người ta tới một con giáp lận. Thành ra là có những cái em phải nỉ non em nói để cho vợ em hiểu cái điều đó. Mà cô này cái mặt cô rất là phúc hậu, chị đã nhìn mặt cổ với cái suy nghĩ của con nít. Cái tuổi của em á là chị chưa biết cái gì luôn á, lúc đó là đi học ở trong trường á, là cà tơn cà tơn á, chưa biết cách, gì đâu. Cái cách mà chia sẻ của em á, anh cảm nhận được em rất là hiện đại đó, cho đó. Nên chị nghĩ là em là người chủ động làm cái điều đó, em sẽ thấy tâm hồn nó thoải mái lắm. Tức là chồng đừng áp đặt cái chuyện này, chuyện đó là tự nguyện của em. Khi nào em cảm thấy tình cảm em vừa đủ để làm điều đó, em chủ động em làm. Dạ. Không bắt buộc em là ngày mai, ngày mốt hay ngày kia, đừng như vậy, để trái tim mình nó điều khiển. Dạ. Ok. Dạ. Nha, cứ làm thử đi. Dạ. Đã là số 10 trong mắt chồng em rồi, bây giờ làm cái đó nữa cái là thành 20 luôn. Dạ. Rồi bây giờ về ở với nhau thì là có nhìn thấy những cái điều xấu ở nhau chưa? Có nghĩa là bây giờ nói thẳng ra luôn. Thật xấu á. Nói thẳng là đến phần mà gọi là nói xấu nhau đó, nói xấu nhau đó, bước 2 đó. Các tụi em cũng xem Vợ Chồng Son rồi đúng không? Dạ có. Tụi em cũng biết rằng cái điều thú vị nhất của chương trình đó là gì? Là vạch mặt nhau. Chồng em thì nói chung cũng không có gì xấu mấy, mà có mỗi cái là lâu lâu hay nói chuyện cọc lóc em á. Tức là nói chuyện em hỏi đàng hoàng đầu đuôi cái đầu đuôi, anh này cái này kia, rồi anh đi làm về chưa cái này kia, cứ trả lời tiếng một thôi. Cái điều đó là bực mình thôi. Mà nói hoài không có đổi. Nhưng mà nói chuyện với người khác thì sao? Em muốn 4 tiếng mà hả? Nói chuyện với gái ngọt lắm. Thì với gái ngọt lắm. Nhắn tin mà ví dụ gái hỏi việc làm mà không bất kỳ vấn đề gì nói chuyện ngọt ngay à. Còn riêng với em nói chuyện tập lót bởi em bực. Ủa bộ vợ em hai gái à? Đấy rồi như tức. Như có một cái là làm sai không bao giờ nhận sai hết à. Y như cái chuyện hổng ảnh làm sai với em giận cái em một ngày, cứ qua tới ngày sau cái vẫn không xin lỗi em. Cái em hơi nguội nguội rồi, cái bắt đầu cái thấy em hơi làm cái gì sai, cái kiếm chuyện cái gây lại, cái em phải đi xin lỗi. Cái vậy từ nào giờ luôn. Tại chú nghĩ chú lớn rồi đó. Dạ. Rồi chú tự nhiên người lớn đi sĩ diện mà quá mà giờ làm đi. Đúng hay làm sai gì cũng không xin lỗi hết. Lì lắm. Chú lì quá chú ơi. Thế anh kể. Trời, khán giả đề nghị về xin lỗi đi kìa. Chú phải nhường bé chứ, trời ơi bé nhỏ tội nghiệp, bé nhường bé. Chút nữa là sẽ xin lỗi sao được không? Dạ. Nói chung bà xã em á thì rất là tuyệt vời về mọi mặt. Có cái vợ em cũng nhỏ nên vô tư quá. Em chỉ có yêu cầu về cái vấn đề mà bớt vô tư là một chút xíu thôi. Ví dụ như đợt đó có mấy đứa em của em á, lâu ngày gặp nhau qua chơi, em thì em đi làm, em nói ở nhà tiếp mấy đứa em rồi cho ngon lành nghe chị hai, nghe em nói là lúc đó là vợ em á, tuy nhỏ nhưng mà vai lớn, là mấy em đi em cũng yên tâm. Cái bắt đầu là đi cái em về thấy khách thì ở nhà đang nấu nướng rồi, ở nhà tự làm mình, cứ hỏi chị hai đâu, nói em tới có chút xíu, cái chị hai đâu rồi. Cái bắt đầu là em gọi điện cũng không được, đợi mãi tới về cái hỏi ủa em đi đâu mà lâu quá, để mấy đứa ở nhà không có ai ở nhà hết mà em còn đi nữa. Em đi siêu thị chơi. Vô chỗ chơi xuống dưới hay gì vậy? Đi vô siêu thị mua đồ mà chẳng lẽ ngày nào cũng đi được, chứ đang có khách ở nhà bỏ đi vậy. Nên đợt đó em cũng giận lắm. Rồi giờ mong muốn thay đổi điều gì Thắng? Chỉ mong vợ em á là làm tốt cho em cái câu giàu giờ bạn sang gì bạn vợ giờ gì đó. Thì mong là vợ em làm được cái đó tốt nữa thì vợ em là tuyệt vời. Chỉ mong vậy thôi, không có đòi hỏi gì thêm nữa. Còn em? Em thì mong ảnh đừng nói chuyện cọc lóc với em. Ví dụ như cọc lóc với em được, nhưng vẫn phải cọc lóc với người gái khác. Cái này trong khi ngọt ngào với người khác mà với em cọc lóc bực kỳ mình quá. Ví dụ như em làm lại vậy chứ ổng thầu khỏi nói luôn. Bây giờ có muốn ổng xin lỗi mình không? Dạ muốn. Sao nào giờ chưa bao giờ xin lỗi.
Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Rồi, đứng lên. Rồi, xin lỗi. Nó xin lỗi vợ nha. Không phải là anh vợ không nói được câu xin lỗi đi. Nhưng mà là để mình càng giận càng hiểu nhau hơn. Chứ về mà cứ yêu thương nhau hoài thì cũng không có tìm ra được cái nào để mình sửa đổi, em hiểu không? Nên là thôi, có nhiều lúc cũng muốn nói lắm nhưng mà nó khó nói sao quá, chứ không phải là anh không nói được. Thôi nhân bữa nay thì có mọi người chứng kiến thì thật lòng xin lỗi em, mong là sau này á anh sẽ sau này thì sẽ không còn chuyện đó tái phạm nữa. Ôm hôn nhau cái đi, trời ơi cái cách của bạn. Sao có hồi hộp, có lo sợ gì không? Dạ, bữa nay em thấy em hơi liều quá. Hơi liều hả? Dạ. Anh tí cho em nói, mới nãy giờ anh đòi trốn về á. Chơi xấu cho kỳ cục, tự nhiên đòi trốn về á. Đưa anh TV xuống đó nhờ công em đòi. Em bao giờ trốn về anh sợ quá. Tay còn lạnh luôn á. Trời ơi. Vậy là em hốt anh lên đây hả? Đó. Em năm nỉ đầu tiên nha, em năm nỉ em cái anh nuôi em nói chương trình này vui dữ lắm luôn, vui lắm luôn anh. Em đăng ký đi, em đăng ký đi, cái em đăng ký cho đã. Cái cửa hỏm là chị trong chương trình nó gọi cho em, cái em báo cho anh là mình được là mời lên đây tham gia ghi hình. Cái anh ấy em ơi anh không đi nữa đâu. Trời ơi chị, em năm nỉ chị từ 7 giờ tối mà tới 10 giờ tối luôn, năm nỉ suốt luôn. Rồi sau đó thì anh mới chịu. Bây giờ chúng ta bắt đầu trò chuyện nha. Rồi mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Thái Khoa, em năm nay 31 tuổi, em là nhân viên kỹ thuật. Dạ em quê chung với anh Quốc Thuận là em ở An Giang. Rất vui mừng được gặp đồng hương của mình. Thôi còn em? Dạ em tên là Diễm Trinh, là năm nay em 24 tuổi, là kiểm lâm viên ạ. Đúng vậy. Mà đồng hương nhưng mà tỉnh biên nè. Biết em không? Không, em cũng không nữa. Rất vui mừng, phải nói hôm nay rất vui là bởi vì được trò chuyện với hai người đồng hương của Quốc Thuận thay mặt cho chương trình Vợ Chồng Son. Rất là cảm ơn hai em đã đổ đường xa đến tham dự chương trình Vợ Chồng Son. Đúng rồi. Rất là quý hóa. Rồi bây giờ kể cho Thuận biết đi, cái hai người quen nhau như thế nào và làm sao để mà trở thành vợ thành chồng. Tình cờ là em có một cái anh bạn thân, mà anh bạn thân nó là anh bà con với vợ em hiện tại. Anh nói tao có nhỏ em, mày rảnh mày lại mày rủ nó đi ăn uống gì đi, nên mới điện cho vợ em. Nhưng mà mới nói chồng em như kể thiếu chi tiết không ơi. Vậy nè. Ông ơi nghe chưa, dân chơi tôi là vậy đó ông ơi. Ảnh nhắn tin cho chồng của em nói ê tao có như em dễ thương lắm, đồng ai cho mày đó. Mà ảnh không kể như tiếc là em dễ thương lắm, anh không kể, tự nhiên kể thiếu một khúc rồi đó. Nếu nguyên ta cho chị em vậy. Thành ra cái câu đó là cái câu rất là quan trọng. Đúng rồi, quan trọng nhất luôn á. Tại vì nghe câu em tao dễ thương lắm ảnh mới đi, còn em thì nghe nói đi bạn của anh chở em ăn uống em mới đi, còn mới gặp mặt. Mà xíu xíu cho hỏi này, lúc gặp thì có thấy là dễ thương không? Dạ cũng có dễ thương. Ủa quý vị đây có thấy dễ thương không? Dễ thương thiệt mà vui tính nữa. Rồi tiếp tục sao? Cái ấn tượng ban đầu của em gặp ảnh đó là nó khó diễn tả mà. Sao? Đó á, ở thân vợ xấu ha, ăn thui à, giống như cái áo anh mặc vậy đó, ăn thui vậy đó. Sau đó thì tại vì cái sở thích của em là ăn uống, em khoái ăn lắm, chở em cứ ăn gì nè. Rồi ảnh thì ảnh lo nhìn em, mỗi lần ngước lên cái thấy ảnh nhìn cái em cười gì nè. Sao mà cái em cố xem ăn nữa. Em không ngờ là vợ của em là hơi trẻ nên thấy vui vui cứ nhìn hoài vậy đó. Thì yêu nhau luôn khoảng mấy tháng đó, lúc đó mình tự nhiên mình thấy mình nhớ rồi sau đó có thời gian gặp lại á, thì mình mới xác định là mình có tình cảm với cô này. Thôi chết rồi, yêu rồi đó. Dạ. Ngày sau đó thì mới hai đứa mới tiến tới tìm hiểu và cưới nhau là cách đây 2 năm. Nhưng mà lúc đó là em đã thấy yêu anh này chưa? Dạ chưa. Cái lúc đó là ảnh thích em, mà em thì em ghét những người mà lớn tuổi hơn em nhiều lắm. 7 tuổi mà nó già xấu. Em dễ thương không? Sao xứng được? Trời ơi, lúc em chảnh, em chảnh lắm nha. Lúc đó mới có 19 tuổi rồi, đẹp lắm, em thấy em đẹp luôn mà. Tại bây giờ em thấy em tàn á, bởi vì giờ tay ảnh là tàn luôn á. Trước mà nhìn dễ thương lắm kìa. Phải không? Mà tội nghiệp ảnh lắm. Ảnh bị dụ mà tới thì... Thôi xin lỗi chứ nha. Ảnh bị dụ đó, và cái ảnh nói là thích em. Em biết ảnh lắm, em bỏ số đó luôn. Cái mà nó bỏ thì nó kỳ quá, giống như làm tổn thương người ta. Cái em nói, anh ơi, cái điện thoại em hư rồi. Chứ thực sự là em bỏ xin em không xài nữa. Ngày sợ không nhắn. Dạ. Giờ anh biết rồi đó. Rồi anh có mua điện thoại mới cho em không? Dạ có. Anh nhiệt tình lắm đó, sao anh nghe vậy à, dễ bị dụ lắm luôn. Tự mua tặng điện thoại luôn à. Ủa em nhận luôn à. Dạ. Rồi nhận rồi lúc đó mới thương ảnh hay sao? Dạ chưa. Hồi đến lần nào mới thương không? Thấy anh lo cho mình nhiều. Dạ chị biết cuộc sống sinh viên xa nhà thì nó thiếu thốn đủ thứ hết. Mà ảnh lo từ A đến Z luôn. Mà ảnh cũng không đòi hỏi em là bất cứ thứ gì. Cũng đáng để mình suy nghĩ lại. Đây có phải là người đàn ông của cuộc đời mình hay không? Và cuối cùng em đổ. Thì dĩ nhiên là phải đổ mới có ngày hôm nay đúng không? Rồi vậy thì cái chuyện mà đi đến hôn nhân có gì khó khăn không? Dạ không, dẹt à. Anh nói gia đình ảnh lên gia đình em,
cái làm đám nói. Với lại ha, ảnh là mối tình đầu của em luôn á, là trước giờ em không quen ai luôn á, mà em thì muốn có cơ hội tìm hiểu vài người nữa rồi bị hút luôn bây giờ luôn, giả thành vợ luôn à. Vậy có hối hận không? Hối hận thì không, không đến mức độ đó, nhưng hơi tiếc nuối. Tiếc nuối, trời, tiếc nuối là bà nội hối hận. Nãy giờ nghe bà wow không? Nói chuyện cảm xúc bạn chồng sao? Dạ nói chung thì giống như mình ngồi ôm lại nhìn lại cái kỷ niệm nha, thấy nó cũng có cái vui là từ khi mà quen á là em với vợ em đã xa nhau do cái điều kiện công việc á, đến lúc cưới hiện tại cũng vậy. Hồi đó thì em đi làm á là khoảng 3 tháng mà gặp nhau được lần, lúc mà gần đám hỏi á thì được 1 tháng. Bây giờ thì em chuyển công tác về cũng cũng gần, nhưng mà gần hơn hồi đó thôi chứ cũng còn xa nhà, thì hai chồng khoảng từng gặp được 1 lần. Dạ. Ủa vậy hả, có nghĩa là chung ở An Giang luôn nhưng mà khác quyền. Dạ lúc ngày xưa khi còn quen nhau là em ở An Giang, anh ở Tây Ninh, rồi bây giờ sau khi cưới nhau rồi em ở An Giang, anh ở Đồng Tháp, và hai người sắp xếp lắm rồi mới đi chung ngày thứ bảy chủ nhật nên được á. Tụi em đã có em bé chưa? Dạ chưa. 2 năm vẫn chưa có em bé. Dạ. Em có nghĩ rằng là lý do là hai người ở xa quá cho nên là mà trong một cái tuần gặp nhau ít như vậy thì đó cũng phải là nguyên nhân dẫn đến nha. Tại nhà em á, chị hai của em vừa có cháu nhỏ, bởi vì em hình dung được cái nỗi cực khổ của người làm mẹ thế nào. Sáng không phải thức sớm thì còn sớm nha, rồi sau đó phải tắm rửa cho nó, rồi cho nó bú. Tính của em hay còn trẻ con lắm, em sợ mình bụng bự vậy ha, cái mình ngủ mình ơn à, trời ơi ngủ không được mà không có chồng bên cạnh, em sợ lắm, bởi vì em hơi ngán. Còn em có mong muốn là có em bé không? Dạ thực sự thì hiện tại là em rất là muốn có em bé. Đúng rồi, tại chồng lớn rồi, em 31 rồi mà. Dạ, với từ lúc trẻ là em đã thích con nít rồi, nên hiện tại cũng thích lắm. Nhưng mà tại vì cái điều kiện của hai chồng hơi xa, với lại vợ cũng thấy hơi ngán nên nó còn do dự. Em thích con nít bởi vì trời ban cho em đứa nít. Thế chồng mong con nít vậy rồi em thấy sao? Có lúc nào em nghĩ suy nghĩ lại không? Dạ không, tại chồng em thích nít thì em kêu nựng cháu của em đi, cháu ruột của em, cháu ruột ảnh á, có hai đứa cũng nhỏ nhỏ không, dễ thương. Nhưng mà khác nhau là rồi. Con của mình nó khác với cháu chứ cưng. Bây giờ là cái tuổi á mà khi sanh con thì con nó sẽ khỏe mạnh nhất á, chứ còn chờ chồng em lớn nữa, già nữa thì cái đứa con nó sẽ không được khỏe. Mà sao em ngán quá, em sợ nít lắm luôn á ta, nó khóc hoài rồi, thấy ớn ớn làm sao á. Tức có nghĩa là bây giờ em đang lo sợ là nếu như em có con có bầu thì là một thân một mình em sẽ lo, tại vì ông xã em bây giờ là ở xa. Dạ đúng rồi. Dạ. Nếu như chồng em chuyển công tác và ở gần nhà em, liệu em vẫn còn ý định là không sinh con không? Chắc giảm được 10%. Giảm đi 10%. Tại vì... nghĩa là trong sâu xa em vẫn chưa muốn có con. Với lại em còn muốn đi chơi và muốn mình học tập hơn nhiều nữa. Hôm nay là em mới 20 mấy. 24. Em đi làm cũng mới được 2 năm thôi. Thì mình vẫn muốn tập trung cho công việc của mình nhiều hơn. Với lại em cũng chưa được đi đây đó nhiều. Em cũng em định làm bao nhiêu tuổi thì có em bé. Nếu tính theo năm là 3 năm nữa. 3 năm không có 3 năm nữa hả? 3 năm nữa thì cũng được. Cũng mà chồng em không chịu. 3 năm nữa là em 34 á. Dạ. Em nghĩ như thế nào? Em cũng có trao đổi với vợ em vấn đề này. Thì thật sự là có một cái khó là em ở hay xa, nhưng mà em cũng đang thuyết phục vợ em, với lại cũng đang sắp xếp công chuyện của em về cho nó gần nhà để có thể là năm sau là có em bé, chứ nếu mà để khoảng 2-3 năm nữa thì nó lâu quá. Thực sự mà nói á, là thứ nhất là bạn còn trẻ, bạn chồng á là mối tình đầu, có nghĩa là bạn chưa biết một cái gì đó, đi chơi cũng chưa được đi chơi nè, rồi á là tìm hiểu thế giới bên ngoài cũng chưa, mà tính cách của bạn này á là rất là năng động, em tiếp xúc là em thấy rồi. Thì theo chị là như vậy nè, sau khi mà em chuyển công tác về được gần vợ, em dành ra một cái khoảng thời gian để mà đưa vợ em đi chơi, giống như trăng mật vậy, trăng mật muộn vậy đó, em hiểu không? Thì trong quá trình đi chơi đó, ta cứng bầu trắng, ví dụ vậy, thì nó được cả hai vế luôn. Thì tại vì em biết lý do sao? Cái tuổi này á, khi mà em sanh con á, thứ nhất con rất là khỏe, mà em chăm cũng dễ, em lấy lại phọt cũng dễ luôn. Cái đó nói thiệt, em mà có một đứa con em đẹp nữa, gái một con trong ngòn con mắt quậy lắm đó, chị nói nghiêm túc đó, cái mặt kìa nhìn thích lắm chứ không phải là vụ đâu nghe, cái đó nói thiệt đó. Sao em thấy cái ý của chị Dân sao? Dạ. Em sẽ suy nghĩ lại. Để em một đứa con gái hoặc con trai cũng được, nhưng mà con gái cái mặt nó y chang mặt em, trời nó xinh xắn mà nó hoạt bát, nó dễ thương. Em đừng có tưởng tượng, trời ơi, đừng là em chịu hết nổi liền luôn. Rồi sau chương trình này về An Giang thực hiện liền cho anh nghe. Dạ. Bắt tay. Rồi xin chúc cho hai em mau sớm có tin vui nha. À, không phải người Việt Nam đâu ta, người Nhật hay người Hàn Quốc hay sao? Nhiều người nói gì lắm anh. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Đông Hồ. Năm nay em 29 tuổi. Em đang công tác tại một công ty du lịch. Rồi còn em? Em tên là Nguyễn Thị Cẩm Tú. Năm nay em 30 tuổi và em làm bên ngành marketing. Chứ hai em quen nhau như thế nào? Dạ tụi em học chung lớp anh, nhưng mà trước khi học chung lớp tụi em có gặp nhau ở trong một cái lớp taekwondo. Đi hai đứa đi học võ luôn hả? Dạ. Rồi hai đứa là học chung lớp là lớp gì? Lớp dạ lớp chuyên ngành marketing anh.
Ai để ý ai trước? Không ai để ý ai, lần đầu gặp ấn tượng xấu về nhau. Xấu cỡ nào? Nói chung là xấu tới mức là không ấn tượng gì. Rồi sao mà đến được với nhau? Lần đầu tiên gặp thì cũng không ấn tượng gì về bạn này. Nhưng mà sau đó thì trong một lần tụi em thi cuối khóa của Taekwondo, bạn này kêu nhờ ra tập dùm mấy bài để bạn đấm đá một cái. Bạn này đá được mấy cái thì em đỡ một cái thì đập chân. Sau khi thi xong rồi về tối gọi điện mắc đền. Đền gì? Không chịu đền gì hết, cho nên là em spam điện thoại. Rồi đến bao lâu thì các bạn đến với nhau? Gần một năm anh. Yêu nhau mấy năm? Dạ khoảng 5 năm. Hai bạn là bạn nào ghen hơn bạn nào? Bạn này chắc chắn là không ghen rồi đúng không? Bạn này nhìn hiền quá mà. Ai cũng tưởng vậy, nhưng mà không phải vậy. Không phải vậy hả Đồng Hồ? Thôi này để em nói đi. Khi vợ em về quê thì có một lần em đi cà phê chung với lại bạn thân của bạn này. Bạn này sau khi mà biết được á, khóc lóc rồi chia tay này họ kia. Đối với em thì chuyện nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà bạn này là tiêu cực trong chuyện đó cho nên là... Đi vậy là đòi chia tay luôn đó. Dạ đúng rồi, đi vậy thì đòi chia tay. Ghen tới cỡ đó đó. Trong 5 năm đó đó là bao nhiêu lần em đòi chia tay vì cái vấn đề mà bạn này hay đi chơi với bạn nữ? Dạ chứ em nhớ không hết đâu. Nhưng mà... Nhiều lắm đúng không em? Dạ. Kể từ sau đó là em có đi chơi với mấy bạn nữ không? Có nhưng mà hạn chế là nhiều. Như là nhiều khi đi mà đâu có cho cô biết đúng không? Dạ không, em thành thật lắm anh. Ai hỏi là em nói. Dạ. Rồi hai vợ chồng mỗi lần đi chơi như vậy đi ăn đi uống là đi đâu? Tao ăn gì kệ, tao hỏi gì? Ăn sôi. Đâu có liên quan gì tới cái chuyện tình yêu đâu. Đi yêu nhau thì muốn ăn gì tao ăn. Dạ, có ảnh hưởng đúng không Cân? Có không, có ảnh hưởng. Dạ, vấn đề á. Có ảnh hưởng hả? Dạ. Ủa là sao? Là sao? Tại vì cái gu ăn của em với ông chất quốc nhau từ đầu tới cuối luôn. Em không thích món nước. Anh không thích món nước. Nào cũng thích món nước. Món nước là món ngon nhất là món phở. Mà cô này thích ăn không? Không, dạ em là không thích ăn phở. Em ghét phở. Tại sao? Thì em hơi cực đoan. Hồi xưa em nghe cái câu là chán cơm thèm phở, cái tự nhiên em ghét phở, em thích ăn phở. Em té nhiều vậy sao? Em lo quá à. Lo làm sao? Em lo là sau khi chương trình này phát lên là bà này đâu là mấy ông chủ quán phở rượt theo tạt luôn. Trời ơi, sao vậy em? Nhưng mà ông xã thích ăn phở không? Ghiền lúc nào cũng... Món đầu tiên sau khi em đi công tác về em ăn. Là phải là phở đúng không? Dạ. Nhưng mà lý do gì á, em sợ cái điều đó mà em để 5 năm mới cưới? Dạ quen nhau mới đó, năm 1, năm 2 rồi chị. Sinh viên chị, tụi em còn trẻ. Ừ rồi xong rồi sao tự nhiên đám cưới? Có một lần thì ba mẹ vợ em mới mời ba mẹ của em xuống dưới chơi. Nhưng mà ba mẹ em về nghỉ, nếu mà không có chuyện gì hết thì sao ta mời mình xuống chơi. Xong rồi cuối cùng thì cũng xuống nói chuyện. Em không biết là cái nội dung nói chuyện đó làm sao, nhưng mà cuối cùng về thì nói là bây giờ cưới thì cưới trong năm nay. Không cưới thì 6 năm nữa. Xong cái hai đứa định cưới trong năm nay. Là cưới luôn đó. Dạ đúng rồi. Không nghĩ là em sẽ cưới. Rồi sau khi cưới về thì anh này còn thích ăn phở, không phải thích ăn phở mà còn giao du với các cô gái, còn quen với bạn gái nữa không? Nói chung là lúc nào bạn ấy cũng có những cuộc vui. Cuộc vui như thế nào? Ví dụ như là em mới cưới có 2 ngày thôi, có người alo đi ra ngoài cà phê coi đá banh, thế là đi 1-2 giờ sáng rồi. Có rất là nhiều nhóm bạn 24/7, 3/5/7 chủ nhật gì đó, bóng đá, cầu lông, offline này kia. Mà thường dân đi du lịch rồi có hay đi phượt được không? Dạ cũng có chút chút anh. Trộn nghiện. Em có nghiện không? Em thích đi bụi chứ em không thích đi phượt. Đi vậy á. Nhưng mà nè, đi phượt là đi với ai? Đi với rất là nhiều nhóm anh. Có gái không? Nhóm đi phượt thì cũng phải cả nam cả nữ. Có nam có nữ anh. Nhưng mà nhóm phượt của ảnh lâu lâu á em cũng phát hiện ra một số vấn đề. Ví dụ như là bạn thì bạn nói bạn đi công tác sẵn tiện bạn đi phượt. Nhưng mà vô tình trên Facebook của bạn em thấy hình bạn đang cặm cụi nấu ăn cho một nhóm bạn có nam có nữ, mấy bạn nữ mặc bikini mà lại check in trong một cái nhà hoang. Không có đơn giản mà nấu ăn cho mấy bạn gái mặc bikini đâu. Thì đó. Anh đốt nhà. Đốt rồi đốt. Làm sao không? Nhìn cái bikini đó là cái phản ứng của em sao? Em rất là mất bình tĩnh, nhưng mà có mình em ở nhà thì em phải tự trấn tĩnh lại. Xong cái em lên Google, em search một cái đơn hoàng đơn giả, xong cái em in ra. Em để trong cái ngăn tủ mà bạn đó về thường khi mở ra mở vô. Em để đó vậy thôi, và em không nói chuyện vài ngày. Thái độ bạn ấy ra sao? Thấy em giận thì im lặng, không nói gì, cũng không giải thích, hết giận thôi. Vậy hả? Tự mày hết luôn mày ơi. Rồi tối rồi ngủ làm sao? Sợ. Mình ngủ chung bình thường thôi, mình quay lưng chỗ khác. Em có thói quen, em không thích nói chuyện với người nào đang giận. Mình ức chế. Thôi giờ gì nè, cho em trước là Cẩm Tú. Dạ. Em mong muốn ông chồng thay đổi. Thay đổi cái gì? Thế nhiều thứ cần phải thay đổi quá hả? Em muốn là bạn quan tâm hơn, bớt chơi lại. Bớt chơi lại. Dạ. Ở nhà chơi vợ con. Dạ đúng rồi. Vẫn còn gì nữa không? Dạ, biết lắm. Sao Đồng Hồ, em nhắm em thay đổi được không? Dạ được anh, em vẫn phải hạn chế từ từ. Giống như đi phượt lần 7 ngày thì dầm đi 6 ngày thôi. Sao lần này mong muốn đi? Rồi còn Đồng Hồ muốn
cô ấy thay đổi điều gì? Em chỉ muốn thay đổi bớt ghen lại chút, suy nghĩ tích cực hơn xíu. Ví dụ như là chồng đi công tác là chồng đi công tác thôi, cũng không phải là đi chơi. Tại vì mỗi lần em đi công tác em nói là em đi công tác, là vợ nó đi chơi với công tác, mẹ mày du lịch mẹ mới đi chứ. Sảng khoái vừa mới xả stress relax nha, thì giống như đi chơi rồi. Mong muốn này thì thực ra là mong muốn của tất cả những ông chồng bà vợ về nhau đó. Chỉ có điều á, chị thấy vậy nè, ông bà mình hay nói cái bệnh nghề nghiệp á, em hiểu không? Dạ. Tại vì nếu mà đã nói nghề nghiệp và công việc thì công việc nào nó cũng có cái mệt của nó hết trơn á. Giống như tụi chị làm cái nghề văn nghệ sĩ này nè, tụi em nhìn trên tivi, nhìn trên phim ảnh tưởng tụi chị sung sướng lắm, thấy mặt lúc nào cũng cười tươi rói. Cực lắm chứ không có sung sướng gì đâu. Nhưng mà có những người, người ta khôn á, là người ta biết được tìm cái vui trong cái nghề nghiệp của mình. Ví dụ như bạn chồng của em á, là làm nghề du lịch chị biết mệt lắm chứ không có giỡn đâu. Chị từng đi du lịch chị biết đó, cho nên em còn thấy chồng em vui là em nên vui theo chồng em đi. Hiểu không? Em làm được điều đó thì tự động em sẽ thấy là ủa đâu có gì đâu phải ghen trời. Hiểu không? Thì lúc đó là nghiễm nhiên em sẽ thực hiện được cái điều chồng em mong muốn thôi. Vợ chồng em là rất yêu thương nhau, chỉ có điều là chưa có chịu nhường bước á. Hai người đều cương á. Người cứ cơm tấm, người cứ phở. Nhường đi, tại vì mình có giá thịt mà. Bự bá mà, nhường bá chút xíu đi đâu sao đúng không? Bà bốn mắt mình, hai con mắt. Đúng rồi. Mình nhường bá đi nha. Quan tâm đến vợ chút xíu, hiểu không? Đừng có vô tâm quá. Dạ. Rồi, chúc hai em hạnh phúc mãi mãi như lúc này. Cảm ơn chị. Kính thưa chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng thể khán giả của Vợ Chồng Son. Em tên là Nguyễn Văn Sơn, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại đang là quản lý vùng bên thức ăn gia súc. Bên công ty Farmland tức là xúc. Dạ. Sơn năm nay là 27 tuổi hả? Dạ đúng rồi. Quê đâu? Nhà quê đâu? Quê em ở Bình Phước ạ. Nhà hiện tại là cũng Bình Phước luôn. Dạ đúng rồi. Em ở Bình Phước lên đây đó hả? Dạ đúng rồi. Ồ. Rồi, tới em. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả đang xem đài. Em là Phạm Thị Quỳnh, năm nay em 21 tuổi, em là vợ của anh Sơn. 21 tuổi. Dạ. Là hai chồng đang sống ở Bình Phước. Dạ, dạ đúng rồi. Quỳnh làm gì? Dạ em hiện tại là em đang ở nhà nội trợ thôi ạ. Ở Bình Phước, ở mặt quen quen nữa. Đúng rồi. Như nó có liên quan gì đến một cái việc gì đó, nó có rất một là cái gì đó nổi tiếng lắm nè. Rần rần thời gian gần đây nè. Ai kể? Đúng không? Tụi em có thể bé đang có bầu đúng không? Dạ đúng rồi. Sao chia sẻ anh nghe cái câu chuyện cái vụ gì mà liên quan tới bầu á. Bầu bị hả? Sao em? Dạ anh kể đi anh. Sao dạ là ngày 17 tháng 3 vừa rồi đã có một xảy ra cái vụ việc đó là khu vực của em là thuộc xã Thanh Lương, có cái một cái vụ việc đó là trộm vô nhà đột nhập, trộm xe. Thì lúc đó là em với vợ em là đang mơ mơ ngủ thì mới đầu bật camera lên thì thấy trộm đã cưa cửa rồi. Thì trong cái tình huống lúc đó thì nó xảy ra nhanh quá, nó chỉ khoảng tầm 10 giây thôi. Thì lúc đó là em mới nói là vợ ơi, ăn trộm rồi, con trộm rồi. Thì lúc đó là vợ em mới nói là vợ ơi, lấy cho anh cái con dao rựa, tại vì em biết là bọn nó đi lúc nào cũng thủ nhiều đồ, mình cũng sợ lắm. Lúc mình ra mình cũng chỉ muốn bắt được cướp thôi. Mình nhào ra cái mình tay không mình bắt cướp vào đó. Xong đến lát sau thì thấy vợ cầm cái rựa ra mà nhảy trên cái bậc tới cả hơn mét trời đó. Nhảy xuống như vậy cái. Dạ em coi lại video rồi em mới thấy. Chứ lúc đó em cũng không nghĩ. Dạ. Là bả ra tay trước. Dạ đúng rồi. Rồi, rồi sao thằng trộm sao? Thì lúc đó thì em thì đang đấu đá với trộm á. Thì lúc đó là vợ em mang rựa ra thì nó nhìn thấy rựa là nó sợ quá thì nó chạy. Còn lại hiện tại là ba người là đang chống trả lại em đó. Thì khi vợ em mang rựa ra thì lúc đó là nhìn thấy rựa cái là mấy bọn trộm cướp nó chạy. Nó bỏ chạy hết. Dạ đúng rồi. Đó bây giờ thực ra là khi coi thì mình đã thấy rồi. Nhưng mà bây giờ mình rất muốn nghe cái cảm xúc của người trong cuộc lúc đó. Có nghĩa là em nghĩ sao mà trong khi bầu bì như vậy, đúng không? Dạ. Mình đang bầu bì như vậy. Dạ. mà mình giác rửa. Bất chấp luôn. Bất chấp luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó em nghĩ sao trong đầu em? Lúc đó em không có suy nghĩ gì, lúc đó kiểu như là cuốn quá rồi mình chỉ muốn là phi ra để đưa giúp cho chồng. Lúc đó kiểu như mình cuốn quá xong rồi mình quên là mình đang có bầu luôn. Em không nghĩ tới là mình đang có bầu. Chồng là 1.3 đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là xả thân luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em cầm rửa em có hét lên hay không? Dạ. Em đó. Nhảy xuống em có vươn cái rửa lên mà em hét ra tụi bay muốn gì không? Hả? Dạ không, em chỉ kêu là cướp thôi. Dạ. Dạ. Nếu mà tụi đó mà còn chống trả nữa là anh hỏi thiệt nghe là em có xả tụi nó không? Chắc là xả. Xả chứ. Đúng rồi, xả chứ. Mà em ơi, bữa đó là một mình em quánh ba thằng hả? Dạ. Ba thằng. Sau đó mà có trúng đòn không em? Dạ không ạ. Khi em quật xuống một thằng thì nó liền lấy trong con dao nó ra một cái con dao đến khi thu lại nó là một con dao đa năng. Trời thì ơi. Nó đâm em một cái thì lúc đó em né. Thì lúc đó là cái mắt của em để ý một cái thằng thứ hai, khi em đuổi nó rồi thì nó lại cầm đá nó hộ tống cho cái thằng mà em đạp nó xuống. Thì nó cầm đá nó chọi em thì em mới né được hai cục đá. Đến cái thằng thứ ba ở ngoài thì nó cũng nhảy vô để nó cứu cái thằng thứ hai. Thì lúc đó là vợ em vừa kịp chạy ra thì ba thằng nó đều chạy. Còn một thằng đứng ở chờ thằng thứ ba chạy nữa.
Dạ. Là bốn thằng, là bốn thằng, nhưng mà cái thằng thứ tư thì nó không có vô. Dạ, thằng thứ tư thì nó đứng trên xe để nó chờ cái thằng thứ ba để chạy đó. Không biết giờ bắt được chưa ta. Dạ, cái này thì em cũng chưa biết nữa. Chưa biết là bắt được hay chưa nữa, nhưng mà sau cái vụ đó thì còn khoảng tầm gần chục vụ nữa lại xảy ra khu vực của em nữa. Dạ, chắc tầm là bốn cái thằng quỷ đó. Em nghĩ chắc là chỉ có hai người đó thôi. Vừa rồi xảy ra một cái vụ mà cũng tương tự như hai người đó, cũng quay lên nhưng mà cũng bị mất xe đó, cũng ở khu vực trong thị xã của rồi, tụi em. Rồi, nguy hiểm quá. Nhưng mà em có học võ không Sơn? Dạ, trước đây thì em học mà em cũng đang là giáo viên dạy võ. Trời ơi, xui mấy người đó rồi. Vô lộn nhà rồi. Qua chương trình này với qua câu chuyện này cũng mong là coi như là cơ quan địa phương hãy quan tâm và thậm chí phải theo dõi để mà bài trừ cái tệ nạn này. Dạ. Mình biết chắc mà chắc lẽ là cũng mấy thằng đó là vòng để mà nó thực hiện mấy cái ví dụ đó thôi. Dạ. Nghe. Dạ. Rồi. Bởi vậy cho nên là sau cái vụ đó đó, bạn này bạn hát cái bài đó thấm đượm hơn. Cô bé 21 tuổi mà gan thiệt. Cầm rửa trong lúc mang bầu nhảy xuống từ trên cao 1 mét nhảy xuống đó, vơ rửa lên tụi nó bỏ chạy. Phụ nữ phải vậy hả, lúc chồng mình gặp chuyện gì là xả thân. Đúng rồi, gặp chị. tôi cũng vậy, là chồng tôi mà bị cái gì cả nhà biết xả tay luôn, tôi xả hết chứ. Xả trước nói sao chị Mồi, nói sao. Đúng rồi chứ giờ á. Thôi bây giờ chúng ta tạm gác lại cái chuyện gọi là rửa đó. Rửa dưới trộm chúng ta quay trở lại với câu chuyện tình yêu. Đó bây giờ sao nè, hai đứa nhau quen nhau sao nè. Đó, em lần đầu tiên gặp cô em có ấn tượng gì không đó Sơn? Thì em gặp vợ em á, là lúc trước là gặp quen nhau trên Facebook, biết nhau trên Facebook. Em cũng đã biết vợ em khoảng cách đây tầm mấy năm. Dạ không được một năm, không được một năm đâu ạ. Từ khi em cưới đến bây giờ mới được hơn một năm một tí thôi. Lâu quá chị ạ. Lúc mà khi mà vợ chồng em quen nhau là em đã biết vợ em trước trên Facebook rồi. Thì em có cầm thấy xinh đúng không, thấy xinh quá, thấy xinh quá. Em vô, em có vô trong cái tường em xem, trời ơi bé này sao nó ngon quá. em mới vô nhưng mà em chưa có thích một cái gì hết, coi như là bên này chưa biết gì đâu. Xong đến mấy tháng sau em cũng có đăng cái đàn guitar đây nè, thấy bé nó thích mà đã kết bạn với nhau trên Facebook rồi. Nhưng mà thật sự là tụi em 27 năm mà tụi em mới từ đó mới biết nhau, là ở sát nhà nhau có khoảng tầm 600-700 mét là mới biết nhau thôi. Ủa em, nhưng mà ai là người gửi kết bạn trước? Em cũng không hình biết như là đó, em vì... hình như là em ạ. Nhưng mà sao em lại chấp nhận không? Chắc lâu quá rồi em cũng không nhớ đâu em hồi đó em quên hả. Lúc mà mới có Facebook á, mở ra là lúc mà mình đơn thương độc mã trên bạn bè cứ là bấm vô kết bạn. Chắc là em. Cho nên mình đâu có nhớ được, không thể nào nhớ được. Nhưng mà em có vô nhà anh em coi mặt anh không? Dạ không. Không. Hẹn lúc mà nhắn tin qua Facebook cho em rồi á, xong rồi kiểu cũng đòi xuống nhà chơi rồi gặp mặt, nhưng mà lúc đầu em không cho. Đầu ông này nó chuyện em thấy ghét đó. Kiểu cứ ẻo lại em không biết sao không cho vô nhà. Cái khoảng 3-4 hôm sau á, cái canh em đi làm, thường em đi làm công ty là em đi làm rất là sớm, đi là từ lúc 5 giờ. Xong rồi chồng em mới kêu là để anh mang sữa rồi mang đồ ăn đồ này kia. Thường á là chồng em ngủ rất là trễ. 11 có khi 12 giờ là chưa thèm dậy đâu. Xong rồi lúc mà mới quen là 5 giờ sáng là dậy đem sữa đem đồ ăn đồ cho em để đi làm, đứng canh em ngay đường á. Xong rồi mới đưa cho em, xong rồi qua ngày hôm sau mấy hôm lại em mới cho vô nhà chơi. Bình thường là 11 giờ mới dậy mà từ lúc biết là 5 giờ cúng cung tận tỵ. Trời ơi ông dạy gái quá vậy. Trời ơi gái này dạy là phải rồi, quá đáng yêu. Rồi sao đưa sữa như bao lâu mới quen được? Dạ đưa sữa thì khoảng tầm hơn tháng sau thì vợ em chấp nhận quen. Tại vì lúc đó em cũng có ngỏ lời, cũng tỏ tình đó, nhưng mà vợ em chưa chấp nhận. Đến lần thứ hai thứ ba hình như thứ lần thứ ba thì vợ em mới đồng ý. Nhưng mà cái lúc mà tụi em quen nhau qua Facebook á, rồi cái lần đầu tiên mà gặp ngoài đời á, là cái ấn tượng của em đối với bạn này sao? Lúc đầu là em cũng có một chút ấn tượng, nói chung là thấy anh này là đạp xe đạp đi thể dục, là đi ngang qua cái đường như em. Xong rồi lúc đó em vừa lấy xe máy em đi ra chợ mua đồ cho mẹ, xong rồi gặp chồng em là chạy vô cái đường như em chạy ra, thì hai đứa gặp mặt nhau. Thì em thấy anh này lúc đầu là cũng đẹp trai, thì là cũng đẹp, nhưng mà kiểu không được men cho lắm á chị. Kiểu vậy, ý là dạy võ rồi đó. Dạy mà võ. Không dạy võ thì không biết làm sao. Võ chắc bà múa luôn. Dạy võ mà còn hơi mà liễu bạn lắm này không? Còn cảm giác là yếu không hả? Đó. Yếu hả? Nhưng mà em biết anh dạy võ không? Dạ không, lúc là em không biết. Khoảng một mấy ngày sau xuống nhà chơi xong rồi kể cho em rồi. Xong rồi kiểu ông mới kêu em là anh đi dạy võ, xong rồi em mới đi lên trường em xem. Lên xem coi là xem chồng em nói là có thiệt hay không. Thì đi lên là thấy là đúng là đang dạy võ thiệt. Là lúc đó mới tin là dạy, chứ còn ông nói là không tin. Đúng không? Có tin. Đúng không? Nhưng mà nè, dùng cái từ xuống á, nó xa lắm.
Tại vì em nói là cách nhau có 600m à. Dạ đúng rồi. Là qua chứ đâu phải xuống. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Qua qua nhà bên bạn gái, thấy gia đình bên bển thì sao? Dạ nói chung là lúc đầu á là thấy bố mẹ bên đó cũng thích lắm. Thích em à? Dạ thích, tại vì em lễ phép, với lại mình chung là mình biết cách đối xử với người lớn như thế nào. Nói chung là bố mẹ bên đó thích lắm, nhưng mà đến khúc gần cuối sau mới là không thích. Lý do? Lý do là em trước đây đã có từng có một đời vợ rồi. À, dạ em quen được khi cưới là em cưới được chắc khoảng tầm một tháng sau là bắt đầu vợ chồng cũ của em là chia tay. Tức là mới cưới có một tháng là chia tay? Dạ đúng rồi. Ờ dạ. Chưa con cái gì hết? Dạ chưa. Dạ. Tức là thì em đã coi từng... như là một em cuộc tình từng... thôi. Thực ra nếu mà nói đúng ra vậy là như là một cuộc tình thôi. Dạ. Chỉ có là nó khác nhau chút xíu là nó vướng về vấn đề thủ tục giấy tờ. Dạ. Hoặc là một cái đám cưới thôi. Dạ. Thì cái đó cũng chắc sau này chắc bố mẹ cũng hiểu đúng không? Dạ lúc đầu thì bố mẹ kiểu như là cấm không cho em với vợ em quen nhau nữa. Không cho bố, không cho quen nhau nữa. Nên nói chung là em phải dùng nhiều mọi cách. Khi mà trước đây xuống đây thì bố vợ em hoặc là mẹ vợ em chỉ cần thích một cái gì đó thôi là ngày hôm sau là em sẽ mua xuống biếu cho bố vợ. Thì lúc chung là bố mẹ cũng thấy từ từ là em cũng không phải như người ta nói. Thì bố mẹ cũng từ từ rồi. Xong bắt đầu em sợ. Nói chung là trong cái thời gian đó là khủng hoảng lắm. Vợ chồng em khủng hoảng lắm. Nói chung là gần như là không thể đến được với nhau nữa. Nói chung là nhiều cái cực kỳ khó khăn lắm. Lúc mà em thì chưa bao giờ phải khóc hết á, nhưng mà có lúc trong cái thời gian đó là em cũng khóc, mà trong khi đó là có vợ em động viên cho em rất nhiều. Nói chung là đến ngày hôm nay tụi em mới đến được với nhau. Cái thời gian em bị khủng hoảng là khoảng bao nhiêu lâu? Nói chung là khoảng tầm gần một tháng vậy. Lâu quá. Nãy giờ thì các tôi nghe tôi tưởng là ông bị dầm nó cũng phải 3-4 tháng. Thời gian phải lâu quá vậy. Lâu lắm, lâu lắm. Ừ, mình nghe kể tưởng bi kịch dài đằng đẵng. Rồi, nhưng mà anh nghĩ là chắc có lẽ là bên ba mẹ vợ của em á chắc sẽ rất là dễ có thiện cảm với em. Dạ. Vì thứ nhất là em cái mặt của em nhìn nó rất là thiện cảm. Dạ. Không hiểu sao nên nhìn cái mặt em rất là dễ có thiện cảm. Cái thứ hai nữa, anh em nói đó là em rất là lễ phép. Dạ. Biết chuyện, biết trên, dạ, biết dưới. Anh nghĩ là cái việc mà em lấy được cái tình cảm từ ba mẹ vợ đó là chuyện đương nhiên thôi. Dạ. Nghe. Đó. Rồi sao bây giờ là anh hỏi nè, ngoài cái việc gọi là em chứ nói là có cái vụ gì mà lấy lòng ông già vợ vui vui không? Kể nghe. Dạ có. Nói chung là ví dụ như ba em á, bố em á thì là thích nhậu mà thích những cái món lẩu á, là để ý là hôm đó là mình mua về cho ba cho bố. Thì bố thích lắm, nhưng mà bố kêu chắc mình mua mấy cái này làm cái gì, tao không thích đâu. Nhưng mặc dù mình biết trong lòng bố rất là thích. Mình thấy ví dụ như trong nhà bố mình còn thiếu cái gì á, thì ví dụ như mình sắm một phần nào đó cho bố. Một phần nào đó thôi. Từ từ thì bố cũng đồng cảm được. Bố thấy thằng này nó không phải như người ta nói. Thì lúc đó là em chơi cái chiêu đánh nhanh rút gọn luôn, là em kêu bố mẹ em bên này sang là hỏi cưới luôn. Chưa thôi em sợ mất lắm. Em sợ mất vợ em lắm. Đúng rồi, em sợ lắm. Trẻ đẹp nữa. Dạ đúng rồi. Nhưng mà rồi còn bên nhà em thì gặp vợ em thì sao? Lần đầu em dắt vợ em về là mẹ em được cưới đi con. Mẹ em bắt em phải cưới ngay lập tức luôn. Được, bé này rất là được. Không cần biết em kêu cưới liền. Đúng rồi. Đó. Tại vì mẹ em là cũng là người Bắc mà. Tại người Bắc mà người Bắc cổ, nói chung là vấn đề về con gái con dâu này kia là mẹ em cũng nhìn vô cái mà em thấy thích luôn. Mà mặc dù mẹ vợ em với lại mẹ em bây giờ rất là hợp nhau. Hợp nhau mà lắm. Anh hỏi em nè, em mới có 21 tuổi à. Mà lý do gì em chấp nhận em lấy ảnh vậy? Thấy sớm vậy? Dạ, kiểu như là trong thời gian đó thấy kiểu từ trước giờ mình quen mình không thấy ai kiểu như là chăm lo rồi không ai quan tâm được. Như cái anh này rất là tâm lý. Kiểu lúc đó là tâm lý lắm. Cứ chiều nữa, ví như mình thích cái gì hay là chỉ cần mình hé hé một cái gì thôi là đã hiểu được cái ý của mình rồi. Xong rồi cái chung là ở bên chồng em cảm thấy an toàn, thấy an mình tâm và an toàn. Dạ. mọi phương diện. Cho nên là em mới đồng ý là kết hôn. Đồng ý xong rồi là dạ, có con luôn, chấp nhận có con luôn. Dạ. Vậy là yêu chồng quá đáng luôn á. Thật sự mà nói. Chứ lại anh có một cái lợi thế nữa là anh đàn được. Anh hát hay nữa chị. Hát hay lắm. Giận cái là đứng một góc nào em. Nhưng mà anh nói nè, em mời ba mẹ em qua hỏi cưới. Dạ. Đó, nhưng mà bản thân em có thể hiện cái tình cảm, em có bày tỏ cái tình cảm của em bằng cách là em cầu hôn đúng không? Dạ có. Có lãng mạn không? Quen bao nhiêu lâu rồi em? Có lãng mạn. Em quen chắc khoảng tầm gần 2 tháng em cầu hôn. Lâu quá chị ơi, lâu quá, 60 ngày đó chị. Em khoảng tầm, chị nghĩ cũng phải là 7-8 tháng đúng không? Cả năm, tầm 2 tháng 30, 60 ngày đó chị. 60 ngày đó. Nó nghe nè, dạ, anh cầu hôn có lãng mạn không?
Dạ, nói chung là cũng xến xúa với người ta. Sao em nói, em kể nghe. Bữa đó là em đi làm về kêu là về mặc đồ đẹp đi. Nói bữa nay anh dắt đi ăn nhà hàng, cái xong rồi cũng đưa em vô nhà hàng, xong rồi kêu gọi món, gọi đồ ăn, thức uống đồ ra hết rồi, xong rồi kêu ăn đi, xong rồi kiểu đang ăn được giữa chừng rồi. Cái chồng em thì mới đặt hoa rồi mua nhẫn rồi sẵn hết rồi, nhưng mà kiểu như là gửi người ta chưa có đem vô, xong đến lúc kiểu nhắn tin là kêu là mang vô đi, thì cái chồng em mới đi ra ngoài lấy, xong rồi cái em hỏi là anh đi đâu vậy, kêu là anh đi ra ngoài tí thôi. Cái đi vô thì cầm nguyên một bó bông to vậy nè, xong rồi có cả nhẫn nữa, xong rồi đem vô rồi mới quỳ xuống kêu làm vợ anh, rồi xong rồi đem nhẫn cho em rồi. Dạ, xong rồi em cũng đồng ý. Dạ không hát, lúc đó không hát. Trời ơi, công nhận á. Không phải tại bữa đó cầm bông rồi sao cầm đờn. Sao cầm đờn được? Mà bông là bông bự nữa. Ừ. Vậy là phải chịu thôi, đúng không? À. Vậy là hai đứa lấy nhau được gần năm hả? Dạ hơn một năm ạ. Hơn một năm rồi. Chưa mà gần được một năm đó. Yêu nhau đến lúc cưới mới là hơn một năm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thế là tôi cho chú là 2 tháng chú cầu hôn. Đúng không? Thế xong rồi đến 2 tháng cầu hôn xong rồi mấy cỡ tháng sau. Lâu lắm chị ạ. Lâu lắm, cỡ phải tháng sau em mới cưới. Đó thì nay là gần năm. Rồi giờ hai chồng sống chung vậy đó rồi. Anh có lòi ra tật xấu gì không? Có. Bạn này có tật xấu chứ cái nhìn cái mặt này vui quá à, dễ thương quá. Tật nhiều, xấu gì? Nhiều tật xấu lắm. Mỗi lần mà tật xấu mà bị vợ cầm ràm chắc ông cầm cái đàn cầm đàn đó. Bày hay. Bày hay. Dạ. Chà, bày hay là hơn bừa bộn đó nghe. Dơ đó. Dơ đó. Trời ơi. Dơ lắm, ở dơ kinh khủng luôn. Về cái quần áo rồi giày dép rồi quăng lung tung, nói chung là thay chỗ nào là dục chỗ đó, thay chỗ nào là dục chỗ đó. Có lười tắm không? Không, tắm thì ngày nào cũng tắm hết. Dạ. Bày hay đó. Có khi ngày tắm 2-3 lần. Rồi ở dơ nè, rồi kiểu cứ đồ đạc rồi lúc nào cũng quăng tứa lung tung hết, không bao giờ ví dụ như em đã xếp chỗ đó nói là cái này á mới bao giờ anh để đây nha, em biết rồi, cái chưa được 5 phút sau yếu nó văng vào bên đó. Cái rồi chưa được 5 phút sau, dạ rồi xong rồi đi kiếm, xong rồi cái đi kiếm hỏi ủa vợ ơi cái này anh mới để đây đâu rồi, xong cái kiểu đi hỏi đi kiếm lung tung, em bực bội chấp nhận tật xấu là bừa bộn bày hay. Bày hay còn gì nữa nè? Nhây rồi xàm. Rất là xàm, chồng em rất là xàm. Ví dụ như xàm là tinh liền. Xàm cái câu chuyện xàm nào mà em ấn tượng nhất? Ví dụ như kiểu đang ngồi vậy, đang ngồi không vậy. Em hỏi gì anh? Với anh và Cao thấy Sơn em chọn ai? Trời ơi. Thấy hỏi xàm xàm lắm. Xong kiểu mỗi khi mình nổi cơn lên cái đi ngoài đường á, cái kêu em hỏi gì anh? Anh và cái lá này thì em sẽ chọn ai? Không thì gì anh và cái cây cột điện cột đèn này, nói chung là có thể là so sánh mình với bất cứ một cái mình gì. Với bất cứ dạ, một nhưng rồi. Mà em có trả lời không? Dạ có. Em trả lời sao? Thì chọn anh. Không trả lời không là trả hỏi hoài, hỏi hoài luôn. Dần lân mà nhây mà xàm. Nhây lắm. Đó, xàm. Vừa xàm vừa nhây nữa đúng không? Nhây mà nhây tới em, xong rồi nhây qua tới cả mẹ chồng em luôn. Mẹ chồng em đến nỗi bây giờ mà ví chồng em là như một con đĩa đói là. Là sao? Là sao? Không có đeo không? Đeo. Đĩa đói là nhây quá mà không nhả ra, không chịu nhả. Nhây lắm. Giống như đĩa nó cắn vô mà không đúng chịu rồi, ra. Đúng rồi, biết. Nhây lắm, không chịu nhả. Có nhây với mẹ không? Có. Nhây. Có luôn. À. Nhây với mẹ chồng thôi, còn mẹ em thì đương nhiên rồi, đó. Nhây với mẹ mình chứ. Có những cái biểu hiện gì mà nó đáng yêu không? Đáng yêu không? Ví dụ như trẻ thơ không? Mẹ em đang nhà mẹ chồng em thì kiểu bán tạp hóa, bán quán gạo cám đồ á. Mẹ đang nấu cơm ở dưới thì chồng em mới kêu mẹ ơi bán đồ, cái mẹ chạy ra mẹ giục hết đồ ăn, nó đang nấu nướng cái chạy lên, nó đâu có ai đâu. Cái xong rồi dạ xong rồi cái nhiều khi đang không có ai, cái kêu là hết cám rồi chú ơi, hết gạo rồi, cái mẹ tán loạn rồi, mẹ chạy lên đâu mua gì đâu có ai mua đâu, tự nhiên ngồi nói không vậy cho mẹ vậy. Mẹ chạy lên chọc mẹ đó, có hay nựng mẹ rồi có hay hung mẹ rồi không? Không, chồng em thì nói chung là ít thể hiện với mẹ, nhưng mà thật sự là rất là thương mẹ. Tại vì mẹ, nói chung là mẹ chồng em rất là tuyệt vời, rất là dễ thương luôn. Rồi còn gì nữa không nè? Còn thật xấu gì nữa không? Dơ, nhây đó. Nhây rồi, nhây rồi, xàm rồi. Nhây xàm đế rồi đó. Cưa bộn rồi, bay hay rồi luôn. Nói chung là nhiều cái tật xấu lắm, ngủ gáy nữa. Ngủ ngáy mà em ngủ không được luôn á, ngủ mà đang ngủ mà bị giật mình tỉnh dậy luôn á. Trời ơi, đứa nhỏ giờ chắc nó lo lắm. Thả bom. Thả bom mà thực dạng là nguyên tử của loại khủng luôn chứ không phải là loại thường như người ta nữa. Mà thả bom xong rồi kiểu như cứ mỗi lần gần em xong rồi lấy cái chăn chùm lại cho em ở trong đó, xong rồi nên nhiều khi em đang ngủ, nhiều người ta ngủ say rồi là người ta không biết gì, nhưng em đến thúi quá mà ngủ say mà phải tỉnh dậy luôn là chị biết nó thúi cái cỡ nào rồi. Tại vì cái đồ nó nặng quá. Ngủ say rồi mà phải dậy và phải chửi một trận xong rồi mình ngủ mới được á. Thúi quá chịu không nổi. Dơ là dơ cái đó. Kỹ là còn tật gì nữa không? Tật gì mà đáng yêu á?
đáng yêu với mẹ chồng em già đó. Đầu rồi mà vẫn còn như có sờ lỗ mũi, có sờ lỗ tai, có chồng em hay sờ ti mẹ. Sờ ti mẹ luôn. Chắc là hồi nhỏ là chắc là chắc ti nè, mẹ lâu á, chắc là mẹ cho bú chắc cầu cả năm. Đi ngang đi về đi chơi đó. Làm vậy quẹt cái sờ ti mẹ, bây giờ vẫn còn sờ ti mẹ. Bóp cái chân nhưng chặt. Mà em thấy mẹ phản ứng sao? Mẹ chửi, sau rồi mẹ cầm kiểu như mẹ cũng dí, mẹ đánh cầm chổi rồi dí mà dí hút lại. Chồng em nhanh lắm. Nhưng mà mỗi lần nhiều khoái lắm đúng không? Dạ sướng lắm. Nghe em đi làm về mà em không nghe mẹ em chửi là em không chịu được. Không chịu được. Tại vì nhà em với nhà mẹ là cách nhau khoảng tầm 100 mét à. Ừ. Hai mẹ là bắt gỗ á, bắt mặt khổ đó. Tại nói sao? Mỗi lần mẹ chửi là dữ lắm em. Dữ lắm, mẹ em chửi là dữ lắm. Đâu chửi sao đâu, ví dụ như thí dụ một vài câu đi. Ví dụ như em toàn là chửi tục không à? Chửi mẹ em kể. Toàn mẹ em toàn là chửi tục mà. Chửi đi em sao? Cái thằng bố nhà mày tao đập chết mẹ mày bây giờ đấy. Xong rồi cầm chổi dí em nhưng mà không dí được đâu, em cứ để cho chân cho mẹ em quật này, xong em cứ rụt lại có quật được đâu. Năm lúc mà em để chân bên này mà có bà ngoại em ngồi đó mà em quật em né được đập trúng cái chân bà ngoại nữa. Xong rồi bà ngoại em chửi: "Ôi con này sao mày đánh tao?" Bắt cổ. Rồi vậy là hết rồi phải không? Không dạ. Còn tật gì xấu nữa. Dạ đúng rồi. Không phải tật sự ti đáng yêu. Dạ ti đáng yêu đó. Tật xấu đáng yêu. Dạ. Đó. Rồi giờ tới em đó Sơn. Dạ. Cổ nhìn thấy trẻ trung quá, mảnh mai quá, chắc không có tật xấu gì đúng không? Nói chung là vợ em thì không có tật xấu nào. Vợ em thì là tuyệt vời đó, nhưng mà có một cái là hay ghen. Ghen lắm. Ghen lắm. Ví dụ được ghen lắm là ghen thế nào? Ví dụ như em đi làm á, hoặc là đi mấy bạn bè mà đi công việc á, mà ví dụ như quá giờ mà khoảng tầm 10 phút thôi là về là vợ em nó khó chịu rồi. Em về là em nhìn cái mặt là mới lại cái thái độ là em nhìn thấy vợ em giận dỗi là em thấy khó chịu lắm. Thì vợ em khó chịu lắm, em chỉ cần đi một tí xíu thôi là khó chịu. Nên bởi vậy từ lúc em cưới vợ em tới bây giờ là chưa có đêm nào mà em đi chơi với bạn bè hết á. Cũng có nhưng mà đi trước về trước 8-9 giờ không à. Mà nếu mà có đi thì cũng phải dắt vợ theo. Em nói chung là em cũng sợ lắm. Lỡ mà cái buổi nào mà không dẫn coi như cổ đi theo thì chắc là mặt kỳ lắm luôn. Là mệt luôn đó, mệt luôn đó anh. Cực kỳ mệt luôn đó, giận luôn đó. Một năm mấy về ở với nhau thì là có gây lộn, có cự cãi gì không? Chung là cũng có cãi nhau với cái vấn đề về em đi làm về muộn á. Là vợ em nói chung là còn nhỏ mà mình cũng giải thích nhiều rồi. Là anh đi làm công việc thì nó còn tùy theo thời gian nữa, mình về có thể về trễ tí xíu. Nhưng mà vợ không nghe. Vợ đang có bầu thì nói chung là ở nhà cứ hay suy nghĩ sợ em đi đâu đâu á. Chị vợ em chỉ mỗi như vậy thôi chứ không còn cái tật xấu nào. Dạ, không có tật xấu. Thì thực ra cái đó đâu phải là không ghen. Phải ghen, không phải ghen. Đang có bầu á, khó chịu trong người lắm. Dạ. Nội tiết tố nó thay đổi á. Dạ. Đó, mà cứ ở nhà hoài như vậy á, rồi thấy chồng đi làm mà 8-9 giờ là trễ đó cưng. Cán bộ công nhân viên nhà nước đi làm là 5-6 giờ phải có mặt nhà rồi. Ông đi tới 8-9 giờ chắc đi tăng 2. Đó, 6 giờ đến 8 giờ đến 9 giờ 3 tiếng đồng hồ nữa ông làm gì? Phải suy nghĩ chứ. Dạ. Bắt buộc phải suy nghĩ thôi. Dạ. Một tuần một buổi thì may ra còn có thể khả dĩ bỏ qua được đúng không? Dạ. Tuần 6 ngày vậy thì bắt buộc phải nghĩ thôi. Nha. Dạ. Không phải là bận xấu đâu nha. Dạ. Rồi bây giờ nè, em mong muốn vợ thay đổi gì không? Em thì hiện tại chắc em không mong muốn vợ thay đổi gì đâu. Cứ vậy đi mình như ơi. Như vậy là tốt lắm rồi. Em thấy vợ em rất là tuyệt vời. Dạ, tuyệt vời. Rồi còn em? Em thì mong chồng em là bớt sạm lại. Bớt nhây với lại bớt cái tính nóng lại. Chồng em nóng tính lắm. Dạ, chỉ bớt có nóng như vậy rồi. Thôi. Dạ. Tại vì bớt nóng thôi. Dạ. Cái sạm cái nhây nó vui lắm á, vui lắm á. Nhưng mà nhây quá chị. Bớt dội bom nguyên tử đi. Dội bây giờ đứa con em nó hửi hết trơn. Dạ. Không phải một mình vợ em hửi đâu mà hai mẹ con nó hửi á. Ủa cái mặt này hiền khô vậy mà nóng gì trời. Nóng phải có nguyên nhân chứ. Dạ đúng rồi, cũng phải có nguyên thường nhân. Thường những cái chuyện gì mà em nóng thích? Nói chung là ví dụ như mà vợ em, ví dụ như mà em đi mà ví dụ như em xin đi chơi á, mà về mà trễ 8 giờ về đi là vợ khó chịu rồi mình cứ xin lỗi á, không chịu rồi mình cứ kiểu như mình cũng bực lên á, mình cũng bực lên mà tính mình cũng hay nóng trong tất cả các công việc khác đó, không phải công việc như vậy. Nhưng mà em ít khi em nóng với vợ em lắm, nóng với vấn đề về công việc ngoài thôi. Dạ. Vợ mình thì em không có nóng với vợ. Đừng nóng vợ dạ. Đang có bầu nó nóng tội nghiệp lắm. Dạ. Tại nó mệt lắm, có bầu dạ. Nó mệt lắm luôn, nhất là cái mùa nóng này nữa em. Đúng à rồi. Mùa nóng được với lại vợ còn nhỏ lắm, 21 tuổi là quá nhỏ để mà làm vợ và làm mẹ. Dạ. Thành ra là chưa có kinh nghiệm và cũng chưa có chuẩn bị hết mọi thứ để có thể đón, gọi là đối diện với một cái gia đình nhỏ
rồi cái công việc làm mẹ ra làm sao, rồi làm vợ như thế nào. Thành ra là em phải hỗ trợ hết sức cho vợ em. Dạ. Đó nhé. Dạ. Mỗi ngày thì anh nghĩ là em nên cầm cái đàn. Dạ. Đàn những bài hát nào thiếu nhi cho con mình nghe. Dạ. Ờ, bên cạnh đó tặng cho vợ mình bài hát rồi lâu lâu trước khi sờ tim mẹ mình hát cho mẹ nghe bài nữa. Không, để cho vui vẻ cả nhà. Nha. Dạ. Thôi anh chúc cho hai mẹ con em mẹ tròn con vuông. Dạ. Vợ chồng luôn luôn yêu thương nhau. Dạ. Hạnh phúc mãi mãi em nha. Dạ. 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 Dạ.